trở về một cách dễ dàng. Và cái điều đó chúng ta đã thấy được cái sự đóng góp của Ba Lan trong thời gian gần 3 năm vừa qua. Gần đây thì cái ngoại giao bế tắc, có thể nói là nó nhiều vấn đề nó đã dẫn đến cái sự bế tắc. Nhất là những bài phát ngôn của phía bên Ba Lan kêu gọi chấp nhận Ukraine trở thành viên của NATO, hay là kêu gọi gửi binh sĩ cho Ukraine, vân vân và vân vân. Nên là phía bên Nga đã có phần tức giận và đã quyết định đóng lãnh sự quán của Ba Lan ở tại thành phố lớn thứ hai của đất nước Nga, đó là thành phố St. Petersburg. Ngay lập tức Ba Lan đã có phản hồi, chính phủ Ba Lan đã họp và chuẩn bị đưa ra một cái quyết định táo bạo nhất chưa bao giờ có trong lịch sử, có nghĩa là đóng hết tất cả lãnh sự quán của Nga hay là lãnh sự của Nga ở trong đất nước của mình. Tất cả lãnh sự của Nga sẽ đóng tất cả hết luôn để đáp trả cái hành vi Nga mới vừa làm. Đây là chúng ta đã thấy được là khi các quý vị biết là hai quốc gia mà không còn một lãnh sự nào hết, có nghĩa là hai quốc gia đã hoàn toàn trở mặt, không có bất cứ một sự ban giao nào hết. Và nó có nghĩa là hai quốc gia sẵn sàng bước vào một cuộc chiến làm kẻ thù, không còn ngại ngùng gì nữa. Thì đây cũng là một cái bước đi khá là táo bạo, đặc biệt là cái vấn đề đang leo thang sôi động giữa Ba Lan và Nga. Đây là bản tin đầu tiên mà Nguyên muốn chia sẻ cùng các cô chú và anh chị em. Bản tin thứ hai là một bản tin tranh cãi, đặc biệt là sự kiện của ngày hôm qua tổ chức ở tại quốc gia Malta. Một sự kiện mời rất 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 là, đây là một sự kiện với cái tổ chức người ta kêu là OSCE. Thì một cái sự kiện họ mời Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Nga, đó là ông Lavrov, và nhiều Bộ trưởng Bộ Ngoại giao khác. Nói chung là một buổi họp có nhiều khuôn mặt mà chúng ta đều quen thuộc, những khuôn mặt lớn, những nguyên thủ quốc gia, những nhà trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao của Mỹ Blinken, vân vân và vân vân. Nói thật chân là trong cái buổi họp đó có sự hiện diện của Nga làm cái buổi họp đó cái bầu không khí, mới nói là bầu không khí tranh cãi, cãi lộn. Đặc biệt là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Ukraine và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Nga đá lộn với nhau không ngừng. Ukraine cáo buộc Nga là kẻ giết người, là kẻ tội ác. Nga thì không đáp trả lại Ukraine nhưng nhắm vào Mỹ. Nga nhắm vào Mỹ, cho rằng Mỹ đã đổ dầu vào lửa. Mỹ đã tạo ra cái khủng hoảng không phải chỉ của châu Âu mà còn tạo ra khủng hoảng ở tại Á Châu. Mỹ đang giật dây cả thế giới này. Thế giới này hỗn loạn là do Mỹ. Mỹ đã bị lên án qua bài phát biểu của ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đó là ông Lavrov của Nga, cho rằng Mỹ là kẻ thủ phạm. Không phải đơn giản là đổ dầu vào lửa tại Ukraine không, mà còn có những hành vi đáng lo ngại dẫn đến cái an ninh trật tự ở tại Á Châu. Wow! Khi lúc đó ông Nga ông quên mất chính ổng là người làm điều đó. Các quý vị thường xuyên cho Nguyên nói nha, thường xuyên á, mấy người mà hiện bây giờ Nguyên thấy á, những cái nhà độc tài đó là vừa ăn cướp và vừa la làng. Cái an ninh trật tự ở Á Châu nó bị hỗn loạn do đâu? Do sự bắt tay từ Bắc Hàn với Nga, sự tham gia trực tiếp liên minh quân sự và từ đó tới giờ chưa có, đó là Bắc Hàn và Nga đã bắt tay với nhau. Nó đã dẫn đến một cái sự sợ hãi đến toàn những khu vực khác. Và người ta bắt đầu phải có sự đóng góp và liên minh để bảo vệ cái thế lực mới. Nhưng mà ông Nga thì ông đổ lỗi cho Hoa Kỳ. Ngoài ra thì ông Lavrov đã có một cái lời cảnh cáo. Ông ta nói là đừng có khi dễ Putin. Đừng coi nhẹ những lời đe dọa của Putin. Tôi thấy phương Tây đã không đánh giá đúng cái vấn đề, mà coi nhẹ những bài phát biểu, coi nhẹ những lời cảnh cáo, coi nhẹ những lời đe dọa của Putin. Các quý vị sẽ hối hận. Wow! Thì lời đe dọa của Putin là gì? Nếu các quý vị nào, chắc Nguyên nghĩ là ai cũng biết là lời đe dọa của Putin rồi, đúng không? Nó chỉ có đơn giản là một chữ: xóa. Xóa hết. Mỹ xóa Mỹ luôn, xóa Pháp luôn, xóa Canada, xóa Úc, xóa nước nào mà giúp đỡ Ukraine là xóa sạch.
xóa sạch. Nói chung lời đe dọa của Putin thì chúng ta đều biết, tất nhiên là xóa bằng cách gì thì chúng ta đều biết là bằng vũ khí hạt nhân rồi. Đặc biệt là gần đây thì Nga rất là phô trương sức mạnh rất là nhiều, đặc biệt là những quả tiễn xuyên lục địa, quả tiễn siêu thanh của Nga vân vân và vân vân. Thì ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ông ta nhấn mạnh rất là mạnh rằng là đừng coi thường và đừng phớt lờ những gì Putin đã nói. Các quý vị sẽ hối hận, có nghĩa là ông ta khẳng định là Putin dám nói là dám làm, dám nói là dám làm. Thì đó là một cái điều mà ông ta muốn đe dọa chúng ta. Khi lúc đó tình trạng hiện, các vị biết là hiện bây giờ đó, nó có nhiều vấn đề lắm. Hiện bây giờ nó nguyên nói là trước sau gì sắp tới đây đó sẽ có cái cuộc nói chuyện đàm phán hòa bình, đó là chuyện chắc chắn. Và cái cuộc đàm phán này nó đang ở trong một cái giai đoạn kêu là với chính quyền của Bắc Trump đó, nó rất là mông lung, người ta không rõ. Nên là hiện bây giờ Nga đang muốn tìm cho mình một cái vị thế đứng trong cái bàn đàm phán, nên giả bộ cứng rắn rất là nhiều. Chú Nguyên hỏi một câu là cái lời đe dọa của Nga nó còn tác động đến ai nữa không? Bản thân của Nguyên nó thực tế luôn. Thì các vị biết là Nguyên là người đưa thông tin cũng khá lẹ, và tin của Nguyên là được, tất nhiên là được kiểm chứng và được xác nhận. Nguyên là những người rất là sợ, không phải sợ cho mình không, mà sợ cho người thân và gia đình của mình vân vân. Đặc biệt là thế giới ngày hôm nay chúng ta đều biết những nhà lãnh tụ điên cuồng, họ không có bình tĩnh. Đầu tiên những sự đe dọa của Nga, bản thân của Nguyên sợ lắm. Nhưng ngày qua ngày, tháng qua tháng, bây giờ nó không còn cảm giác, nó bị tê liệt luôn rồi. Nhiều khi Nguyên cảm giác là Nguyên, cái gan của Nguyên nó không có to hơn, nhưng nó bị chai. Nó mất đi cái cảm giác sợ hãi do sự đe dọa của Nga. Vì họ đe dọa hình như là mỗi ngày. Hình như mà Nguyên nói thật với các quý vị là họ đe dọa mỗi ngày. Nên là giết dần ngày qua ngày, tháng qua tháng, giết là mình không còn cảm giác cái sự sợ hãi nữa. Đây là bài phát biểu của ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ở tại quốc gia Malta, một hòn đảo nhỏ vừa qua được tổ chức. Rất là nhiều nguyên thủ quốc gia, cả luôn những nhà Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã tham dự. Và họ nói lên vấn đề căng thẳng cả toàn cầu. Và thật nói là cái buổi họp đó vô cùng không có giá trị. Phần lớn là cãi lộn không. Ông này cãi ông kia cãi ông nọ, cứ nguyên cho là cãi lộn. Giống như là bà Tám vậy đó. Đó là nhiều khi mỗi buổi họp mà có sự hiện diện của Nga đó, ngay lập tức cái buổi họp nó không còn là một cái buổi họp để xây dựng hay là đóng góp, mà ngay lập tức nó trở thành một cái chợ trời mà ông bà nào nấy cũng chỉ trích lẫn nhau và dùng những cái từ khó nghe, mất lịch sự cho nhau hết. Và bây giờ Trung Nguyên mạn phép cập nhật bản tin trợ cấp ha, trợ cấp. Bản tin trợ cấp của ngày hôm nay liên quan đến hai quốc gia chính, đó là Thụy Điển và Đan Mạch. Và nó cũng thấy một cái dấu hiệu là Đan Mạch của Nguyên chuẩn bị cho cuộc chiến. Trung Nguyên nói là nếu các quý vị nào đã từng đi đến Bắc Âu, thì đất nước Bắc Âu là bốn quốc gia, Nguyên kêu là bốn quốc gia anh em. Chúng ta phải nói là Na Uy, rồi Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan. Bốn quốc gia này nó có những cái nét văn hóa giống nhau bởi vì nó xuất phát từ một cái nguồn gốc, đó là nguồn gốc Viking. Tiếng nói nó có phần lai lai, có nghĩa là chúng ta nếu mà chúng ta giỏi về sinh ngữ, chúng ta chịu khó lắng nghe thì chúng ta vẫn có thể hiểu được, vẫn có thể hiểu được. Tất nhiên cái phát âm nó khác, và tất nhiên tiếng nó không giống nhau, nhưng vẫn có thể hiểu được một chút, vẫn có thể hiểu một chút. Nhưng mà cái nét văn hóa nó giống nhau vô cùng. Thì những quốc gia này dân số không có đông, cái quốc gia đông nhất trong bốn quốc gia này là quốc gia Thụy Điển, khoảng tầm 10 triệu dân số. Còn những quốc gia khác dân số khá ít, các vị khá ít. Và các vị cũng biết là bốn quốc gia này nó có biên giới với Nga, đặc biệt là Phần Lan, Thụy Điển và Na Uy, Đan Mạch thì không. Thì ba quốc gia Bắc Âu đã có biên giới với Nga, một cái biên giới mà vô cùng lo lắng, đặc biệt là có sự tranh chấp và quyền lợi ở tại biển Baltic và biển miền Bắc. Và gần đây nhất thì Nga đã đưa ra một cái kế hoạch cũng giống như là Trung Quốc. Ấy, mấy cái hòn đảo ở biển Baltic này là của tôi nữa nha. Của tôi nữa nha. Vì tổ tiên của tôi đi trước, văn minh trước hơn. Sai hoàn toàn.
Tất nhiên đây là một cái lý lẽ của Nga đang ăn cắp chiêu bài của Trung Quốc để nuốt trọn chủ quyền của biển cả, giống như là cái quyền lưỡi bò mà Nga áp dụng ở tại Biển Đông và Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam chúng ta đã mất đi chủ quyền do những cái lý lẽ cùi bắp, lông heo. Các người nhé. Và Nga làm y hệt như vậy. Thì ngay lập tức đã có sự tranh chấp và sự lo lắng đến từ bốn quốc gia vì bị vấn đề chủ quyền. Ngoài cái vấn đề đó thì chúng ta phải hiểu là giữa NATO và Nga đang leo thang. Cuộc chiến tranh nó có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Khi lúc đó Phần Lan có một cái biên giới rất là dài với Nga 1.300 cây số, Na Uy cũng có biên giới, Thụy Điển cũng có biên giới. Ngay lập tức bốn quốc gia này bắt đầu ở trong một cái trạng thái lo âu. Lỡ mai cuộc chiến tranh bùng phát, chúng ta sẽ bị tấn công đầu tiên. Khi dân số chúng ta ít, khí tài quân sự ít, đây là cái mục tiêu vô cùng tốt cho Putin đưa quân tấn công. Nên chúng ta phải chuẩn bị. Nên là gần đây thì các quý vị cũng biết là Phần Lan, Thụy Điển họ đã in ra giấy, họ in ra những cái app để mà gửi thông điệp cho người dân của họ. Hãy chuẩn bị sống trong thời chiến. Nó tạo ra một số lượng hoang mang dư luận. Nhưng mà người dân cũng chấp nhận. Gần đây thì Thụy Điển và Đan Mạch đã bắt tay bỏ ra một số tiền khá là ok. Đó là 2 tỷ 2. 2 tỷ 2 cho quý vị. 2 tỷ 2 này sẽ mua, đặc biệt là mua xe bọc thép. Mua xe bọc thép. Trung Nguyên nói xe tăng hiện bây giờ nó không phải là vũ khí cần thiết lắm. Nhưng xe bọc thép thì rất là cần thiết. Xe bọc thép nó phần lớn để làm gì? Vận chuyển binh sĩ. Để cho nếu mà súng nhỏ phục kích không bị tổn hại. Đặc biệt là xe bọc thép, cái tốc độ nó chạy lẹ, xe tăng chạy chậm, nhưng xe bọc thép nó chạy giống như xe hơi vậy đó, 100 mấy cây số giờ là chuyện bình thường đó. Và xe bọc thép là cái vận chuyển binh sĩ trở lại 2 tỷ 2. Trong 2 tỷ 2 này á, nó sẽ chia ra được một con số xe bọc thép, tôi không nhớ là sẽ cụ thể bao nhiêu, là 205 chiếc, 205 chiếc. Và sẽ chia cho Thụy Điển, xin lỗi, chia cho Đan Mạch là 115 chiếc, 40 chiếc cho Ukraine, tặng cho Ukraine 40 chiếc, số còn lại thì cho Thụy Điển, vì cái quốc phòng của Thụy Điển nó mạnh hơn, vì trong bốn quốc gia này cái quốc gia sản xuất vũ khí là Thụy Điển, nên là quốc phòng của Thụy Điển mạnh hơn, nên Thụy Điển chỉ có lấy 50 chiếc thôi, Đan Mạch tới 115 chiếc và tặng Ukraine 40 chiếc, 40 chiếc. Thì các vị thấy là họ giúp đỡ quốc phòng của họ, cũng bỏ một chút xíu chi phí giúp đỡ cho Ukraine. Và lần đầu tiên Nguyên thấy Đan Mạch bắt đầu rung rung, rung rung. Bắt đầu Nguyên thấy Đan Mạch bắt đầu lo lo và chuẩn bị cho cuộc chiến. Nên là thấy rõ nét cái hành động của Đan Mạch là cái hành động mua vũ khí chuẩn bị bảo vệ cho bản thân của mình. Thì đây cũng là một cái điều tốt, trong khi nói xe bọc thép rất là cần thiết trên chiến trường ngày hôm nay. Chiến trường ngày hôm nay là đánh di biến động đó, quân đội biến động chứ không đánh một chỗ được. Vì các vị biết là chỉ cần các vị bắn một cái quả tiễn, bắn một cái pháo đài mà các vị ở đó trong vòng 25 phút, chắc chắn các vị sẽ có một cái quả tiễn đáp trả hay là một chiếc máy bay không người lái lao vào liền. Nên là phải cứ nhúc nhích không ngừng, di động không ngừng. Bắn chỗ này, lên xe, chạy chỗ khác. Bắn chỗ khác, lên xe, chạy chỗ khác. Nói chung là như vậy. Phải đánh với một cái sự tác chiến nhanh, lẹ, chứ không thể ở một chỗ được. Với cái công nghệ ngày hôm nay, định vị, người ta biết ngay lập tức, tụi bay ở chỗ này, mật mã là chỗ này, là người ta bấm quà tiễn. Số mật mã eo bình không được, thế là ngay lập tức họ đánh là họ phải dời đi, đánh phải dời đi, nên là xe bọc thép để vận chuyển binh sĩ nó vô cùng cần thiết. Một lần nữa Trung Nguyên cảm ơn Mạnh Thường Quân XTN đã yểm trợ cho chương trình rất là nhiều, cảm ơn các quý vị. Và bây giờ thì Trung Nguyên cập nhật một bản tin kế tiếp ngoài cái bản tin giúp đỡ đến từ hai quốc gia vừa nêu lên, đó là Thụy Điển và Đan Mạch. Thì Trung Nguyên cập nhật những sự kiện quan trọng liên quan đến những quốc gia khác cũng đến với vấn đề giúp đỡ, đó là quốc gia Canada.
Canada Việt Nam mình kiểu gì, gì cái gì đại đại đó, các vị nha, đã đại phải không? Việt Nam không kêu Canada, Việt Nam kiểu gì, nha đã đại. Nguyên nhớ là mày gì đó. Và đất nước Canada thì ngày hôm nay thì chính phủ Canada đã chuẩn bị gửi một số lượng vũ khí cho Ukraine. Đây là loại vũ khí gì? Đây là những loại vũ khí bị cấm ở tại đất nước Canada. Đặc biệt những loại súng trường mà không được quyền sở hữu tại Canada, mà chính phủ đã tịch thu, hay là những nhà sản xuất không được sản xuất, hiện bây giờ nó vẫn còn nằm trong cái tồn kho của Canada. Và Canada hiện bây giờ chuẩn bị ký và gửi hết tất cả những loại vũ khí cấm không được sử dụng ở tại Canada sẽ chuyển sang qua bên Ukraine. Hiện bây giờ chưa nêu lên những vũ khí cụ thể là gì, nhưng thực tế là một số lượng lớn là súng trường. Mà tại sao cấm tại Canada thì Nguyên cũng không biết. Cái điều đó là Nguyên không có rõ. Nhưng mà đây là cái kho vũ khí cấm của Canada, mở cái kho vũ khí cấm tồn kho mà không được quyền sử dụng sẽ gửi cho Ukraine. Nguyên đã nói rồi, Ukraine là cái nơi đổ ghét. Những vũ khí cũ, những vũ khí cấm, những vũ khí không xài được, bây giờ là ở Ukraine, bây giờ để trong kho cũng đâu làm được gì, đâu có sử dụng được. Ở trong kho đâu có làm được cái gì đâu, để dưới nó mục, nó xét, các người biết là vũ khí nó bị xét mà. Vũ khí nó bị xét, vũ khí nó bị mục. Rồi bây giờ Mỹ cũng vậy. Mấy cái mìn vừa qua, bơm chùm, đâu có sử dụng được đâu. Mỹ đâu có quyền sử dụng. Cứ gửi cho Ukraine. Thì hiện bây giờ đó, Canada cũng làm tương tự như vậy, nhưng mà Nguyên không biết là loại vũ khí gì trong kho cấm của họ, thì Nguyên cũng không có rõ, vì họ không có nêu lên, họ chỉ có nêu lên là súng trường. Mà Nguyên không biết ngoài cái súng trường ra còn những vũ khí nào nữa. Họ chỉ nói là họ sẽ mở cái kho vũ khí cấm của họ. Những vũ khí không được quyền sử dụng ở tại Canada, họ sẽ gửi cho Ukraine những cái kho vũ khí này. Thì đây là trong những cái vấn đề mà chúng ta thấy đó, bắt đầu cái bước đi kế tiếp là những cái gì mà thừa thải không xài dục cho Ukraine hết. Nhưng mà cũ người mới ta, các quý vị, cũ của Canada nhưng mới của Ukraine, cuộc đời nó là như vậy. Đặc biệt là Ukraine họ đang cần vũ khí nào họ cũng cần hết, họ lúc bất cứ vũ khí nào họ cũng welcome hết, họ không có bận tâm cái điều đó. Anh không có xài, anh cứ thảy qua bên tôi, ok, anh đừng có lo chuyện đó, chúng tôi tự chế tạo, chúng tôi tự xài, nó hư con sao cứ thảy qua đây, chúng tôi nhận hết, cái anh gửi qua là chúng tôi nhận hết, chúng tôi sẽ có kỹ sư, chúng tôi sẽ có những người tự chế lại, chúng tôi sử dụng bao nhiêu chúng tôi sử dụng, nhưng chúng tôi không bỏ cái gì hết. Cái điều đó là cái điều tuyệt vời của Ukraine. Các vị biết là Ukraine không bỏ bất cứ một cái vũ khí gì hết, họ lượm lại hết rồi họ chế tạo lại, họ cải cách lại, và họ làm sao đem nó ra chiến trường, có bao nhiêu thì bắn bao nhiêu, có cái gì thì sử dụng cái đó. Và Nguyên nói rồi, đất nước Ukraine là một cái, hiện bây giờ là một cái quốc gia, là một cái nạn nhân của một cái cuộc chiến để thay đổi những vũ khí. Hiện bây giờ những kho vũ khí tồn kho của thời đệ nhị thế chiến phần lớn hiện bây giờ nó đang đốt ở tại Ukraine hết, nó đang đốt ở tại Ukraine hết, vì trước sau gì nó cũng dục bỏ. Nhưng mà họ lấy cái đó họ trở thành là cái giúp viện trợ, nên nhiều khi Nguyên nói á, cái đất nước Ukraine là cái quốc gia đáng thương nhất, đang tội nghiệp nhất trên thế giới này. Tất nhiên là sự giúp đỡ của người khác chúng ta không phủ nhận, nhưng người ta cũng lợi dụng Ukraine, thứ nhất là để giải bớt đi cái tồn kho vũ khí, thứ hai là lợi dụng Ukraine trở thành một cái quốc gia thí nghiệm vũ khí. Và bây giờ chúng ta nói về vũ khí thì chúng ta chuyển sang qua bản tin thí nghiệm vũ khí, chia sẻ cùng cô chú và anh chị em. Thì nói thí nghiệm vũ khí, chính Putin là người bắn hỏa tiễn xuyên lục địa vừa qua vào thành phố Dnipro đã làm chấn động cả thế giới, thì ông ta vẫn nói cái câu gì, thí nghiệm. Và ông ta còn nói trong tương lai còn thí nghiệm nhiều vũ khí đáng sợ hơn nữa. Và ông ta dùng thí nghiệm. Ngày xưa đó thì người ta có lỗi cùng của chú anh em. Ngày xưa đó thì người ta thí nghiệm ở bãi biển, ở sa mạc.
Bây giờ người ta lấy đó làm thí nghiệm tại Ukraine. Và một cái quốc gia gần đây đã có một cái sáng kiến mới, một cái thí nghiệm mới, đó là Slovakia. Đất nước Slovakia mới vừa chế tạo với cái công nghệ AI của Ukraine để chế tạo một cái hệ thống phòng không mới để ngăn chặn máy bay không người lái. Và cái vũ khí máy bay, hệ thống phòng không máy bay không người lái mới do chính Slovakia cộng tác với Ukraine chế tạo sẽ áp dụng và sẽ đưa lên chiến trường Ukraine để thí nghiệm ngày hôm nay. Hiện bây giờ cái mô hình như thế nào nó chưa được công khai cụ thể, hình ảnh cụ thể do sự kỹ sư của Ukraine và Slovakia như thế nào. Cái lý do mà họ đang gấp rút nghiên cứu để chế tạo hệ thống phòng không ngăn chặn máy bay không người lái thì các quý vị cũng biết mà, Nguyên đã từng giải thích trong diễn đàn, một cái quả tiễn quá đắt, 1 triệu đô la một cái là ít nhất, có những cái gần 1 triệu, có một cái 1 triệu mấy, có cái 2 triệu, trung bình là 1 triệu đô la một cái quả tiễn phòng thủ cho NASAM Patriot gì đó, một cái gọi là một chiếc máy bay không người lái 10 mấy ngàn đô, dùng 1 triệu để tiêu hủy 10 mấy ngàn đô, 20 ngàn đô, 100 ngàn đô, không có đáng, không có đáng. Khi lúc đó ngày nào tấn công cũng nguyên kêu là hàng trăm chiếc máy bay không người lái hết, nên là phải tìm một biện pháp khác. Thì người ta có một cái biện pháp đó là dùng laser, các vị biết laser đó, bắn và đốt cháy. Nhưng hiện bây giờ vấn đề của laser nó chưa thực thi được, đã có nhiều quốc gia cũng đang thí nghiệm và đang muốn đem thử áp dụng ở tại Ukraine nhưng vẫn chưa có thành công, nó chưa được hữu hiệu, nói chung là nó chưa đạt được cái tiêu chuẩn tối đa, nên là hiện bây giờ đang tìm những biện pháp khác. Thì bây giờ Slovakia và Ukraine đã cùng nhau chế tạo ra cái loại hệ thống phòng không máy bay không người lái, nó tốt như thế nào, nó ok hay không thì chúng ta phải chờ đợi trong cái giai đoạn thí nghiệm và sẽ được công khai sau đó các quý vị. Vũ khí laser vẫn trong giai đoạn nghiên cứu hơn 20 năm rồi, đã áp dụng ở trên không trung, ở trên ngoài trái đất, và ở trái đất chúng ta đã thí nghiệm nhiều lần. Vũ khí laser do sự bí mật từ nhà thiên tài có 102, thiên tài lãng quên mà nguyên đó là Nikola Tesla. Nên là vũ khí này người ta đã nghiên cứu nhưng nó chưa đạt được cái mức độ tốt giống như người ta mong đợi, nên là người ta vẫn còn nằm trong cái phạm vi nghiên cứu các cô chú và anh chị em, nên là nó chưa phải chính thức áp dụng trong lực lượng quân đội, nó nằm trong cái phạm vi nghiên cứu mà nghiên cứu 20 năm rồi, chứ không phải là mới đây, chứ không phải là cái vấn đề nó mới đây, nó nghiên cứu 20 năm qua rồi. Và những quốc gia hiện bây giờ có thể có vũ khí laser, Mỹ, Anh Quốc và cái quốc gia gần đây nhất mới vừa công bố và cho là đã vượt bậc hơn nữa chính là Trung Quốc. Đây là 3 quốc gia duy nhất có thể sở hữu vũ khí laser. Sở hữu, còn laser thì nước nào cũng nghiên cứu, Pháp cũng nghiên cứu, Đức cũng nghiên cứu nhiều lắm nhưng không có sở hữu vũ khí chính thức. Theo cái nguồn tin mà Nguyên có thể nhận định được là Mỹ có thể có sở hữu và Anh Quốc có thể sở hữu, và Trung Quốc gần đây nhất là họ cho rằng họ đã làm được thành công và họ sẽ trang bị trên tất cả những chiếc tàu chiến đấu của mình. Thật hay giả không ai biết vì chưa ai thấy hết, chưa ai thấy gì cả, nó vẫn nằm ở trong bí mật quốc phòng quốc gia. Đây là trong những vũ khí trong tương lai trước sau gì cũng sẽ xuất hiện, trong tương lai trước sau gì cũng xuất hiện. Đó là bản tin liên quan đến vấn đề vũ khí mà Nguyên muốn chia sẻ cùng cô chú anh chị em. Và bây giờ chúng ta đi qua bản tin quan trọng của ngày hôm nay. Đó là cuộc gặp mặt nói chuyện phái đoàn của Ukraine gặp người đại diện của Bắc Trump về vấn đề Ukraine như thế nào. Thì chắc các vị cũng biết là Bắc Trump đã bổ nhiệm một vị cựu tướng lãnh để giải quyết cái vấn đề Ukraine và Nga. Bắc Trump không có trực tiếp làm mọi vấn đề. Thứ nhất là một ông tổng thống ông bận rất là nhiều. Thứ hai không có ngu dại gì ôm vào mình một cái trách nhiệm. Khi lúc đó lỡ không làm được được thì sao? Các vị biết là cách làm việc của những nhà chính trị của châu Âu đó, nó rất là dễ.
họ bổ nhiệm một người nào đó để gánh vác một vai trò. Nếu làm được thì được thưởng, được ca ngợi, nhiều khi được lên lương tăng chức vân vân trong tương lai. Có thể có những cái vị trí rất là tốt. Còn nếu làm không được thì bị sa thải, bị cách chức. Đó là một cách mà họ làm việc rất là hữu. Thì mỗi bộ phận thì bác Trump sẽ bổ nhiệm một người. Thì bây giờ chúng ta đã biết cái khuôn mặt đại diện cho vấn đề giữa căng thẳng Ukraine và Nga. Thì phái đoàn của Ukraine đã đến và gặp nói chuyện. Thì hiện bây giờ cái kết quả nói chuyện thì không được công khai ra bên ngoài, nó còn giữ ở trong một cái phạm vi bí mật. Thì các quý vị cũng biết là Trung Yên khẳng định là sẽ có cái cuộc đàm phán vào khoảng tầm tháng 2 và tháng 3. Vì Nguyên đã thấy một cái dấu hiệu rất là rõ là chuẩn bị cái điều đó. Qua bài phát biểu của ông Olaf, qua bài phát biểu của nhiều người, đặc biệt là qua cái cách nói chuyện của phía bên Nga, thấy rõ nét hành động của Nga, rất là thấy rõ. Nên cuộc nói chuyện và đàm phán đã diễn biến ra ngày hôm qua giữa phái đoàn của Ukraine và đại diện của phía bên Hoa Kỳ, của chánh quyền của Trump đang có cuộc nói chuyện thảo luận về những kế hoạch để đem lại cái cuộc hòa bình cho Ukraine như thế nào. Hiện bây giờ thì chưa được công khai chính thức, nhưng có những tin đồn, tin đoán vân vân trong nguyên mạng phép, những tin đồn đó nó không có giá trị khi lúc đó chúng ta không biết thật hư như thế nào. Và ai cũng đang chờ đợi cái sự quay trở lại của bác Trump. Trong nguyên nói bác Trump còn một thời gian nữa mới quay trở lại. Sau Noel, sau Tết Tây thì bác Trump ngày 20 Tây bác Trump mới quay trở lại. Thì ai cũng đang chờ đợi cái cuộc xuất hiện của bác Trump với cái sự quyết định và những lời cam kết của mình giải quyết vấn đề Ukraine và Nga trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Tất nhiên ít có người tin, mà trong diễn đàn của chúng ta tin rất là nhiều. Trong diễn đàn của chúng ta Nguyên đã làm nhiều lần cái khảo sát về cái niềm tin các quý vị dành cho bác Trump. Các quý vị tin tối đa luôn, tin hết Nga luôn, tin hết mình luôn. Thì chúng ta vẫn phải chờ đợi cái điều đó. Cái điều vui, một cái điều là phái đoàn của Ukraine đã có thể tiếp cận được phía chánh quyền Trump sau khi những bài phát biểu của Tổng thống Zelensky kêu gọi sự gần gũi nhiều hơn để giải quyết những vấn đề mấu chốt. Thì các quý vị cũng biết là phải có nói chuyện, phải chuẩn bị, chứ đâu phải muốn đàm phán là đàm phán được, tức là phải làm việc thường xuyên với nhau. Thì đây là cái sự gần gũi đầu tiên giữa chánh quyền Trump và phía bên chánh quyền Zelensky để ngồi lại với nhau tìm ra những biện pháp đồng ý hay không đồng ý, và tự động bên Nga cũng vậy, sẽ có sự cuộc liên lạc để thỏa thuận cùng với nhau mọi vấn đề. Thì đây cũng là một cái bước đi mới và cũng là một cái điều tốt cho Ukraine đang ở trong một cái giai đoạn tìm biện pháp hòa bình. Hiện bây giờ thì ai cũng chuẩn bị hết. Cách đây không lâu thì thủ tướng của Đức đã ghé bên Ukraine một cách đột ngột, và cách đây thứ hai chứ đâu, bữa thứ hai thì ông ta đã đến đó với một cái vai trò cũng như vậy, có nghĩa là làm sao chuẩn bị lót đường cho cái cuộc đàm phán kế tiếp, chuẩn bị lót đường cho cuộc đàm phán kế tiếp. Và cái điều đó là điều cần nên làm của chú và anh chị em, và chúng ta nó sẽ giải quyết được, mong là cái điều đó. Nguyên không bảo đảm cái gì hết, Nguyên nói với các quý vị là Nguyên chỉ tin sự việc chứ Nguyên không bảo đảm được cái gì cả, Nguyên chờ đợi mà thôi. Ai nói thì nói, Nguyên nói thì Nguyên nghe, Nguyên cũng không phản bác là người đó nói đúng hay nói sai, nhưng mà Nguyên phải chờ hành động để Nguyên chứng minh. Chứ mà nói thì mấy bác nhà ta bên Việt Nam nói giỏi lắm. Chứ mà nói mà không làm thì bác nhà ta nói giỏi lắm, mấy bác nhà ta bên Việt Nam nói giỏi lắm, nói thao thao bất tuyệt luôn. Nghe, đó, nghe. Nói là Nguyên không có tin đâu, ai nói cũng được, anh nói cái gì cũng được, tôi không phản bác đúng hay sai, cứ nói thoải mái. Nhưng mà tôi chờ đợi cái hành động. Vì lời nói nó chỉ là cái bước đầu, cái hành động nó mới dẫn đến một cái kết luận, nó kết luận nó mới quan trọng. Cái hành động nó cũng tốt, lời nói nó cũng tốt, nhưng nó phải kèm với cái hành động để cho nó một cái kết luận, mà cái kết luận nó mới trở thành một cái giá trị để chúng ta đánh giá. Và bây giờ Trung Nguyên cập nhật cái bản tin kế tiếp, một bản tin buồn. Khi tòa án ở tại đảo Crimea đã cáo buộc hai người dân ở Crimea bắt tay với Ukraine, và hiện bây giờ họ đang lãnh án 13 năm tù.
Thì chắc quý vị cũng biết đó, đảo Crimea mấy ngày hôm nay bị tấn công tê tua, ngày hôm qua cũng vậy. Căn cứ không quân ở đảo Crimea cũng bị nã pháo, ngày hôm nay cũng vậy. Ngày hôm nay thì cái cầu đảo Crimea bị đóng sau cuộc tấn công của Ukraine ngày hôm nay. Cái cầu đảo Crimea đã bị đóng luôn. Không biết có thiệt hại gì không thì Nguyên không rõ, bởi vì sau cuộc tấn công của Ukraine ngày hôm nay thì không biết có thiệt hại gì không thì Nguyên quả thật là Nguyên không có nắm rõ cái điều đó. Nhưng mà 2 ngày liên tục thì đã bị đảo Crimea đã bị tổn thất nặng nề. Thì hiện bây giờ cái thành công của Ukraine nó nằm ở đâu? Nó nằm ở trong tình báo, mà tình báo từ đâu? Là từ dân ở đảo Crimea. Với cái công nghệ ngày hôm nay, nó thực tế các người ai cũng làm gián điệp được hết á. Bà cụ 90 tuổi đi xa lăng vẫn làm gián điệp được, chỉ cần đi ai đẩy bà đến cái chỗ nào đó mà thấy có cái khí tài quân sự của kẻ địch của Nga, ví dụ bà không thích phải không, bà chỉ cần giữ cái định vị cái số mật mã bà đó thôi, rồi bà viết một cái mail: à, tôi thấy có hệ thống phòng không S-500, S-400 ở chỗ này nè, tôi chụp cái tấm hình định vị là chỗ này nè. Ngay lập tức Ukraine họ kiểm tra cái bản tin này với vệ tinh, họ nhìn có phải chính xác hay không, họ gửi thông điệp tình báo gián điệp của họ để kiểm tra thêm một lần nữa, xác thực bản tin, là ngay lập tức máy bay không người lái hay là quả tiễn sẽ lao vào. Và ai làm gián điệp với một cái telephone ngày hôm nay cũng được hết. Để cho các vị biết là ngày hôm nay nó dễ với cái công nghệ tân tiến ngày hôm nay, vì cái telephone chúng ta mỗi bước đi nó đều có định vị hết, nó có một cái số mật mã định vị chính xác hết. Nên là trong thời gian vừa qua thì đảo Crimea đã bị tổn thất, thì các vị biết rồi, một quốc gia cường mạnh giống như Nga, hải quân giống như Nga, Nga là nằm trong 3 quốc gia hải quân lớn nhất của thế giới, mà Nga đã bại trận với Ukraine, thì chắc các vị cũng thấy lý do nguyên nhân là do gián điệp và tình báo. Thì Nga không phải bắt một lần đầu tiên, Nga đã bắt rất là nhiều người, cứ 1 2 tuần là Nga bắt một người, nhưng bắt làm sao hết. Phần lớn, Nguyên nói nha, hơn 80% người dân ở đảo Crimea là tình báo hết rồi, bắt làm sao hết, bắt làm sao hết, vì không có chứng cứ làm sao bắt, bắt làm sao hết. Các vị biết là ở tại đảo Crimea bị ám sát bao nhiêu tướng lãnh rồi, ám sát tại đảo Crimea luôn bao nhiêu tướng lãnh rồi, người lãnh tụ tối cao đảo Crimea đã bị ám sát rồi, tướng lãnh chỉ huy đảo Crimea bị ám sát đâu phải một lần đâu, rất là nhiều lần. Và hiện bây giờ dù họ có bắt người đi nữa thì cái tội họ cho là cái tội cấu kết giúp đỡ lực lượng Ukraine, gửi thông điệp gián điệp cho lực lượng Ukraine tình báo, và họ bắt 2 người với cái tội danh ngày hôm nay là 13 năm tù. Nhưng đó là cái điều người nói là họ làm cách mấy cũng không ngăn chặn được, vì lòng dân Crimea họ hướng về Ukraine, họ muốn cái lá cờ Ukraine quay trở lại trên cái mảnh đất này. Vì tại sao vậy? Tại sao vậy các người? Tại sao mà họ không hướng về bên Nga? Họ đã sáp nhập vào Nga là vào năm 2014, tới bây giờ là cũng 10 năm rồi. Tại sao mà đất nước Nga thì giàu hơn Ukraine, đất nước Nga thì vị thế tốt hơn Ukraine, tại sao mà khi Nga chiếm từ năm 2014 đến bây giờ mà người dân Ukraine ở đó họ không muốn? Vì thực tế Nga đối xử với họ không có công bằng, và một đó là một cái sự kỳ thị rất là rõ nét. Nga đã chiếm cái hòn đảo đó, và cái sự việc cướp đi cái chủ quyền lãnh thổ của người ta cũng giống như đi cướp đi cái quyền lợi đất đai của người ta, rồi đối xử với người Nga, với người bản địa nó không có công bằng, làm cho người ta nó cảm nhận được là một cái sự kỳ thị và cái sự đô hộ rất là rõ. Nó đã dẫn đến cái sự phẫn nộ của người dân ở đảo Crimea, vì đảo Crimea là một cái hòn đảo du lịch, biển cả, đất vàng, đất vàng. Lúc mà sáp nhập, đúng ra là sáp nhập cái đảo Crimea thì cái chủ quyền là đất 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 của người ta phải là của người ta, mình là chánh phủ mới là chuyện của mình, nhưng lúc đầu mấy ông đó tịch thu xây cái này xây cái kia, rồi người dân Nga ồ ạt qua bên bển, rồi đối xử khác biệt, phân biệt chủng tộc, vân vân và vân vân. Nó đã dẫn đến cái sự mâu thuẫn, và nó đã dẫn đến cái sự phẫn nộ, hận thù.
Và người dân Ukraine họ vẫn mong đợi cái lá cờ Ukraine cắm lên trên đảo Crimea thêm một lần nữa. Chú ý nhắc lại cái bài phát biểu của Tổng thống Zelensky. Ông ta nói là lấy đảo Crimea nó dễ hơn là lấy Donbass. Vì là người dân Crimea hướng về Ukraine, còn người dân Donbass hướng về bên Nga. Nên ông ta nói là tập trung đảo Crimea lý do là như vậy. Vì dân hướng về bên nào thì chúng ta tập trung ở bên đó. Và bây giờ thì Trung Nguyên cập nhật một chút xíu bản tin ở tại chiến trường. Khu vực kết thì Nguyên đợi chương trình sau Nguyên cập nhật về khu vực kết rất là hay. Đó là khu vực kết là một thảm bại cho Nga. Nên là Nguyên thấy vấn đề của khu vực kết Nguyên để cho chương trình thứ hai. Nguyên chỉ cập nhật cho các quý vị khu vực Donbass. Tình trạng của Ukraine không được tốt cho lắm ở khu vực Donbass. Các người biết là mấy ngày gần đây thì cuộc tấn công của Nga vẫn tiếp tục tiếp diễn. Nga tổn thất rất là nặng, nhưng Nga bất chấp hy sinh. Mục tiêu của Nga là phải lấy được toàn vẹn Donbass trước khi Bắc Trâm quay trở lại. Ngày hôm nay thì Nga công bố lấy được hai ngôi làng. Bản tin này thì Nguyên chưa được xác nhận qua bên Ukraine, nhưng Nga công bố là Nga lấy được thêm hai ngôi làng. Chỉ có điều thật là diện tích đất đai Nga đã chiếm được khá nhiều trong thời gian gần đây. Trong thời gian gần đây thì Nga đã lấy lại, nếu mà tính luôn khu vực kết, tính luôn khu vực Donbass thì Nga đã lấy khoảng tầm 700 cây số vuông. 700 cây số vuông. Đây là bản tin được xác thực qua tình báo của Anh Quốc và Viện Nghiên cứu Chiến tranh với cái địa lý chính xác. Thì có nghĩa là Nga đã có sự tiến bộ ở khu vực Donbass. Chúng ta không thể nào chối cãi được tình trạng cuộc chiến ở tại Donbass vô cùng lo lắng. Tuy rằng Ukraine có gửi binh sĩ bổ sung và thiết bị và cũng đã sa thải tướng lãnh chỉ huy ở khu vực để bổ nhiệm người mới. Nhưng hiện bây giờ thì Nga vẫn đang tiến bộ với một cái tốc độ khá lẹ, khá lo lắng cho Ukraine. Và Ukraine dùng biện pháp nào để ngăn chặn cái bước đi của Nga thì chúng ta chưa rõ. Nhưng tình trạng hiện ngày hôm nay ở khu vực Donbass cho Nguyên khẳng định khá là lo lắng. Nga vẫn tiếp tục tấn công với quy mô lớn, không hề nhỏ. Mỗi ngày Nga tấn công, Nguyên nói là gần cả trăm chiếc máy bay không người lái Kamikaze, kèm thêm những quả tiễn mà của Nga thường xuyên tấn công. Nga tấn công rất là dữ dội. Cuộc tấn công của Nga đang ồ ập đánh nhiều tỉnh thành. Mục tiêu của Nga đơn giản như đang giỡn, nhắm vào năng lượng cho tụi bay chết lạnh hết luôn. Cái điều này năm nào cũng giống như năm nay. Mà cái điều là Nguyên ghét nhất, Nguyên ngừng ở đây một chút xíu để Nguyên giải thích. Nguyên rất là ghét cách hành động của phương Tây. Viện trợ hệ thống phòng không thì lúc nào cũng chậm trễ và cũng không muốn viện trợ. Đúng không? Không chậm trễ, không viện cho là mắc quá. Hệ thống phòng không tốn quá nhiều tiền. Hệ thống phòng không tốn kém quá nhiều tiền, tốn kém quá, không chịu viện trợ. Và không viện trợ hệ thống phòng không thì Nga lợi dụng thời cơ mà quả tiễn hệ thống phòng không, mà hệ thống phòng không của Ukraine cũng bị hao mòn, bị hư hao, cũng bị thiệt hại. Thì khi lúc hệ thống phòng không của Ukraine giảm bớt đi khả năng phòng thủ thì Nga tấn công ồ ạt. Thì Ukraine ngăn chặn được 50-60% số lượng cỡ này, không được nhiều hơn nữa. Thì tất nhiên là phải thiệt hại rồi. Thì mình ngăn chặn được 60%, còn 40% còn lại thì nó rơi vào đâu? Nó rơi vào những hạ tầng năng lượng, nơi sản xuất điện, nơi sản xuất nước, cái nơi chứa dầu, vân vân. Ukraine thiếu năng lượng thì châu Âu lại cung cấp năng lượng, yểm trợ năng lượng thì cũng vậy thôi, cũng tốn tiền mà nhiều khi còn tốn nhiều hơn nữa. Các quý vị thấy nó khùng không? Các quý vị thấy nó nhiều khi còn tốn tiền hơn nữa. Thí dụ mình giúp 10 cái hệ thống phòng không, cho Nguyên thí dụ đi nha, 10 cái hệ thống phòng không chúng ta mất có thể Nguyên cho là 5 tỷ Mỹ Kim, đúng không? Nhưng mà chúng ta giúp đỡ điện lực nhiều khi đến 10 tỷ Mỹ Kim. Cái nào nó có lợi? Nhưng không chịu. Vì nếu chúng ta có hệ thống phòng không thì chúng ta bảo vệ được hạ tầng, thì Ukraine không bị thiếu điện lực. Không thiếu điện lực chúng ta không cần giúp dân. Mà biết tại sao mà mấy ông châu ông suy nghĩ gì không? Nếu mà giúp vũ khí là cuộc chiến tranh leo thang, còn giúp nhân đạo là tình thương yêu người. Đó là đối với Nguyên là suy nghĩ ngu xuẩn. Chúng tôi đâu có giúp chiến tranh đâu.
chúng tôi giúp nhân đạo mà, chúng tôi giúp điện lực mà, chúng tôi mua máy chợ điện nè, chúng tôi mua những thiết bị để sinh tồn nè cho người dân nè, chúng tôi thương dân làm nhân đạo mà. Cái đó đầu óc của nó là suy nghĩ ngu xuẩn, bao nhiêu nguyên quá thẳng luôn á, vừa tốn tiền, vừa tốn tiền gấp đôi, vừa tốn tiền gấp đôi, vừa làm cho Nga tiếp tục có cơ hội tấn công, làm thiệt hại cho Ukraine, làm cho Nga có cơ hội tiếp tục nghĩ là mình sẽ chiến thắng. Ông Nguyên không hiểu là sao suy nghĩ như vậy. Và bây giờ là mấy ông bà nè, Liên Hiệp Quốc, G7, Liên minh châu Âu chuẩn bị gửi cái gói trợ cấp nhân đạo mấy chục tỷ. Mấy chục tỷ gói trợ cấp nhân đạo về năng lượng. Ông Nguyên không hiểu được cách làm việc của họ. Nói chung là họ có cái đầu óc không có được bình thường. Tại sao Nguyên nói á, có nhiều khi cái hành động tàn nhẫn ngược lại là cái hành động nhân đạo. Nhiều khi cái hành động nhân đạo đó đã dẫn đến nhiều ca tử vong nhiều hơn nữa. Nên tại sao Nguyên nói cách làm việc của châu Âu là Nguyên hoàn toàn phản bác và không đồng ý, đặc biệt là châu Âu và NATO trong cuộc chiến tranh Ukraine gần đây. Giúp đỡ Ukraine rất là nhiều, nhưng giúp đỡ những chuyện tào lao không, những chuyện cần thiết thì họ không giúp, nhưng ngược lại họ đi giúp những cái chuyện nó không cần thiết, và cái những cái sự giúp đỡ là do họ, nó dẫn đến cái hậu quả này. Nếu họ yểm trợ hệ thống phòng không nhiều thì Ukraine đâu có bị tổn thất nhiều, không tổn thất hạ tầng thì họ đâu có cần yểm trợ hạ tầng. Rồi bây giờ họ ký hàng trăm hạt hợp đồng để xây dựng lại cho Ukraine để làm gì? Xây dựng rồi bom đạn bị tiêu hủy hả? Chiến tranh còn kéo dài, bây giờ các vị suy nghĩ đi, cái nơi mà chế tạo ra điện bơm bơm rồi bỏ 5 6 triệu 10 triệu xây trở lại, rồi vài tháng sau bơm bơm rồi xây trở lại hoài sao? Mà Nguyên không biết tại sao họ có suy nghĩ cái kiểu đó. Nguyên cũng chịu thua, nói chung là Nguyên không có đồng ý với cái quan điểm mà phía bên phương Tây họ đang hành động.